bên Mỹ, vì bên Mỹ hôm nay là chuẩn bị ngày bầu cử của cho tổng thống, cho nên cô Tiên về Việt Nam, cô Tiên về Việt Nam mà đến chúng ta giao lưu với chúng ta, rất rất khổ ải là gì, vì là Tiên cho nên không được phép trời về ông trời không cho được phép Tiên được qua quan hệ tình cảm với người Phạm, đúng không ạ? Bởi vậy cô Tiên đem cho chúng ta một nhạc phẩm được mang tên Xin Tiên Đừng Khóc Vui qua tiếng hát của Mỹ Tiên. Thank you.
À, vâng, xin cảm ơn tiếng hát của Mỹ Tiên rất nhiều. Cũng mong Tiên cũng đừng bay về trời đúng không ạ? Tiên ở lại ở trần thế này cũng vui chơi với người phàm mình. Đừng có bay về trời. Tiên này cũng như khi lúc ẩn lúc hiện thì cũng tiếc lắm đúng không ạ? Hy vọng là Tiên cứ hiện hoài tại câu lạc bộ hát Trời Mây Xanh. Vâng, chúc Tiên có một đêm vui tươi, thật là vui tươi với coi chồng tại câu lạc bộ hát Trời Mây Xanh. Một lần nữa xin cảm ơn tiếng hát của cô Tiên.